để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm 2024 an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện huy động lực lượng, phương tiện chỉ huy giao thông, điều khiển giao thông, chống ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Ngay trong ngày 29 và 30 tháng 12, 100% cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông được huy động ứng trực ở tất cả các điểm nóng như cầu Thanh Trì, Vành Đai 3, các tuyến đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Quốc Duy Tuyến, Nguyễn Trãi. Thông tin điều khiển giao thông thành phố được cập nhật thường xuyên, mệnh lệnh chỉ huy thông suốt. Tại đường Phạm Hùng, ngoài việc phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ người tham gia giao thông, đội Cảnh sát Giao thông số 6 còn thường xuyên kiểm tra hoạt động chở khách của các nhà xe. Việc này nhằm đảm bảo nhà xe không chở quá số người, tránh trường hợp nhồi nhét, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết Dương lịch 2024. Đa số các nhà xe đều chấp hành nghiêm túc, cam kết không vi phạm. Đại úy Bùi Thanh Tuyên, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết, trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông liên tục tuần lưu trên những tuyến đường có khả năng cao việc xe khách dừng, đổ, đón trả khách sai quy định. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý nghiêm.